Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Thông tin từ VTC News, sáng ngày 31 tháng 5, Tòa án Nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm Nguyễn Xuân Hương Trang, Trang Nemo, sinh năm 1992 và đồng phạm tội gây rối trật tự công cộng. Đến 8 giờ 30, phiên tòa bắt đầu. Trong phần thủ tục, thư ký phiên tòa thông báo bị cáo Trang Nemo vắng mặt. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa hỏi luật sư bào chữa về lý do. Bị cáo Trang vắng mặt. Luật sư của bị cáo Trang Nemo cho hay, vào khoảng 22 giờ hôm qua ngày 30 tháng 5, gia đình bị cáo điện thoại cho luật sư thông báo Trang Nemo đang nhập viện tại Bệnh viện Nam Sài Gòn. Sáng nay, trước khi phiên tòa xảy ra, luật sư đã liên hệ lại phía bị cáo Trang và nhận được bản chụp giấy xác nhận của bệnh viện và cho hay giấy xác nhận đang trên đường tới. Thẩm phán yêu cầu luật sư cung cấp bản chụp giấy nhập viện cho thư ký. Nêu quan điểm, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân quận 1 cho rằng bị cáo Trang không có mặt nên đề nghị hội đồng xét xử tạm hoãn phiên tòa theo quy định. 8 giờ 37 phút, chủ tòa không tạm dừng phiên tòa để hội ý. 8 giờ 45 phút, chủ tòa thông báo quyết định hoãn phiên tòa, thời gian mở lại vào 13 giờ 30 ngày 16 tháng 6. Sự việc xảy ra chiều 16 tháng 1 năm 2022 khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Sự việc bắt đầu khi Trần Nguyễn Trà My hay Trần My sử dụng hình ảnh của Trang Nemo để quảng cáo bán hàng kém chất lượng mà không xin phép. Để tránh làm ảnh hưởng đến uy tín của mình cũng như ảnh hưởng đến người tiêu dùng, phía Trang Nemo đã livestream bóc phốt Trần My. Sau phần livestream của Trang Nemo, phía Trần My cũng chủ động liên hệ với phía Trang Nemo để hẹn gặp giải quyết. Chiều ngày 16 tháng 1, Trần My cùng trợ lý của mình đến trực tiếp shop của Trang Nemo để nói chuyện. Tại đây, Trần My đã lên tiếng xin lỗi. Cả hai ôm vai bá cổ nhau rất thoải mái. Thậm chí, Trang Nemo còn lấy tay bôi lớp kem được đánh chưa đều trên mặt của Trần My. Tưởng đâu cả hai sẽ hòa giải trong êm đẹp, thì người chị của Trần My là Khanh đứng đó liên tục kêu Trần My không xin lỗi nếu như không thấy mình sai. Khi Trang Nemo yêu cầu Khanh ra khỏi cửa hàng của mình là vì không liên quan, đồng thời giật khẩu trang của Khanh, thì đôi bên bắt đầu nổ ra tranh cãi lớn. Sau đó, có ba người đàn ông xông tới đánh người phụ nữ này rất mạnh tay và chửi bới nặng lời. Một số nhân viên của shop quần áo Trang Nemo trực tiếp gây ra vụ ẩu đả trên. Vào sáng ngày 8 tháng 2 năm 2022, Trang Nemo đã chính thức khai trương cửa hàng thời trang mới tại đường Nguyễn Trãi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Sau nhiều biến cố xảy ra, việc kinh doanh của Trang Nemo đã có sự khởi sắc trông thấy. Điều này khiến cho rất nhiều cư dân mạng không khỏi tò mò, bởi theo suy nghĩ của một số người, đáng ra Trang Nemo ít nhiều cũng phải chịu ảnh hưởng từ vụ lùm xùm với Trần My. Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Đáng chú ý, cũng trong sáng ngày 8 tháng 2 vừa qua, tại cửa hàng mới khai trương của Trang Nemo còn có sự xuất hiện của anh chàng trợ lý, người đã khiến vụ lùm xùm với Trần My đẩy lên đỉnh điểm. Tuy không ăn mặc cầu kỳ, nhưng sự hiện diện của anh chàng đã khiến dân tình không khỏi xôn xao, bàn tán. Bởi suốt thời gian vừa qua, nhân vật này đã ẩn mọi hoạt động, biến mất khỏi mạng xã hội. Anh cùng Trang Nemo tươi cười chụp hình cùng nhau như chưa hề có vụ ồn ào nào xảy ra trước đó. Liên quan đến vụ việc ồn ào với Trần My và những người liên quan, ngày 7 tháng 10, Viện Kiểm sát Nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất bản cáo trạng truy tố ra trước Tòa án Nhân dân quận 1 để xét xử bị can Nguyễn Xuân Hương Trang, Trang Nemo và 4 đồng phạm khác về tội gây rối trật tự công cộng. Đồng thời, cả 5 bị can đều được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo thông báo được đưa ra về việc hoàn thành cáo trạng truy tố Nguyễn Xuân Hương Trang, Trang Nemo, sinh năm 1992, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, Viện Kiểm sát Nhân dân quận 1 cho biết các bị can Phạm Quyền Quy, sinh năm 1999, ngụ quận 7, Nguyễn Ngọc Khương, nụ, sinh năm 1999, ngụ quận 8, Nguyễn Phước Tuấn, sinh năm 1991, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, Phan Hoàng Nam, sinh năm 1998, ngụ quận 1, cũng bị truy tố với cùng tội danh. Hồ sơ vụ án cho thấy, vào khoảng 14 giờ 45 ngày 16 tháng 1 năm 2022, chị My cùng chị Phạm Lê Khanh, chị Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng Trang Nemo. Tại đây, chị My và chị Yến vào cửa hàng gặp Trang để xin lỗi, còn chị Khanh đứng chờ ở ngoài. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, khi chị My đang xin lỗi Trang, thì chị Khanh từ bên ngoài vào yêu cầu chị My đi về nên đã xảy ra cự cãi với Trang. Trang dùng tay giật khẩu trang chị Khanh đang đeo, tức giận, chị Khanh chửi Trang thì Phạm Quyền Quy, Quách Thị Thủy Trang là nhân viên cửa hàng của Trang lao vào đánh chị Khanh. Lúc này chị Yến vào can ngăn thì bị Nguyễn Ngọc Khương xông vào đánh. Thấy xô xát xảy ra, Phan Hoàng Nam, Nguyễn Phước Tuấn là nhân viên bảo vệ của cửa hàng cũng đã chạy vào rồi cùng đánh chị Khanh.
Vụ việc được Trang phát trực tiếp livestream trên trang cá nhân, lôi kéo sự tập trung theo dõi của nhiều người, gây ồn ào ở khu vực trước cửa hàng Trang Nemo. Thời điểm này, lực lượng chức năng đã có mặt tại cửa hàng, mời những người có liên quan đến vụ việc về trụ sở. Khi bước ra cửa hàng, hai bên tiếp tục xảy ra xô xát. Trang dùng tay giật khẩu trang của chị Khanh. Huy, Khương, Nam và Tuấn tiếp tục dùng tay tấn công chị Khanh thì bị lực lượng chức năng can thiệp. Những người còn lại được công an đưa về trụ sở công an phường Nguyễn Cư Trinh để xử lý. Theo kết luận giám định pháp y, chị Khanh bị đa chấn thương phần mềm, sưng bầm rải rác ở các bộ phận trên cơ thể. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên 3%, riêng chị Yến không ghi nhận thương tích. Tại cơ quan công an, Trang, Quy, Khương, Tuấn và Nam thừa nhận hành vi của mình. Theo kết luận của Viện Kiểm soát Nhân dân quận 1, Trang Nemo bị truy tố bởi khung hình phạt cao nhất là 2 năm tù. Theo cơ quan công tố, đây là vụ án có đồng phạm nhưng thuộc trường hợp đồng phạm giản đơn. Viện Kiểm soát Nhân dân quận 1 cho rằng các bị can Trang Nemo, Quy, Khương, Tuấn, Nam là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội. Ngày 16 tháng 11, Tòa án Nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án gây rắc rối trật tự công cộng đối với bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang, sinh năm 1992, tên gọi khác là Trang Nemo, Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương cùng sinh năm 1999, Nguyễn Phước Tuấn sinh năm 1991 và Phan Hoàng Nam sinh năm 1998. Tại phiên tòa, đại diện cho biết các bị cáo Trang Nemo nói đây là sự việc không ai mong muốn, đồng thời gửi lời xin lỗi trực tiếp chân thành, sâu sắc tới chị Khanh. Bị cáo Trang Nemo cho hay, bản thân kinh doanh, buôn bán để lo cho gia đình, lo cho nhân viên và các con nhỏ. Sự bức xúc của Phạm Lệ Khanh cũng chỉ lo lắng cho Trần Nguyễn Trà My, người có mâu thuẫn với Trang Nemo và mong muốn tại phiên tòa này, bị hại dùng thái độ dĩ hòa vi quý vì thật sự trong cuộc đời này không ai không mắc sai lầm. Ngày hôm nay đứng trước hội đồng xét xử, viện kiểm soát, tôi thay mặt cho các nhân viên tôi xin lỗi chân thành đến chị Khanh, bị cáo Trang nói. Các bị cáo còn lại cũng đã cúi đầu xin lỗi bị hại Phạm Lệ Khanh. Ngoài ra, các bị cáo mong muốn được bồi thường cho bị hại. Ngược lại, bị hại Phạm Lệ Khanh không đồng ý và cho rằng từ lúc xảy ra sự việc đến nay, phía Trang Nemo chưa có một lời xin lỗi nào chính thức tới bị hại. Sau khi sự việc xảy ra, Trang còn livestream chế giễu bị hại về việc bồi thường. Bị hại cho rằng bồi thường cũng được, không bồi thường cũng được. Tôi không cần tiền, tôi chỉ mong pháp luật xử lý đúng người, đúng tội, bị hại Khanh nói. Hành vi của Trang và đồng phạm bị đại diện Viện Kiểm soát Nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đề nghị mức án cụ thể. Nguyễn Xuân Hương Trang, Trang Nemo và Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Hương mức án từ 6 đến 12 tháng tù. Bị cáo Phan Hoàng Nam 12 đến 18 tháng tù, Nguyễn Phước Tuấn 9 đến 15 tháng tù. Sau 5 ngày nghị án, chiều 22 tháng 11, Tòa án Nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung đối với vụ án gây rối trật tự công cộng liên quan đến bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang, 30 tuổi, tên gọi khác là Trang Nemo. Cùng tội danh, 4 bị cáo đồng phạm bị đưa ra xét xử gồm Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương cùng 23 tuổi, Nguyễn Phước Tuấn 31 tuổi và Phan Hoàng Nam 24 tuổi. Theo hội đồng xét xử, phiên tòa có nhiều tình tiết mới, phức tạp cần xem xét nên tòa quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung. Trong đó có nội dung tòa yêu cầu làm rõ hành vi gây thương tích và yêu cầu xử lý hình sự của bà Phạm Lệ Khanh đối với những người gây thương tích cho bà. Đối với hành vi cố ý gây thương tích cho chị Phạm Lệ Khanh 3%, theo cáo trạng, do không xác định được thương tích của chị Khanh do ai gây ra và đánh bên ngoài hay bên trong cửa hàng Trang Nemo, nên công an quận 1 đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với những người liên quan đến vụ việc. Theo cáo trạng, Trang Nemo được các tình tiết giảm nhẹ, người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Trong thời gian vướng vào vụ việc, Trang Nemo vẫn thường xuyên livestream bán hàng, thoải mái tương tác với mọi người. Trong livestream bán hàng trước ngày xét xử hôm 21 tháng 11, Trang Nemo thừa nhận bản thân nhìn vui cười chứ buồn nhiều, chứ làm sao bình thường được. Nhìn thấy những bình luận cứ hỏi chừng nào đi tù, Trang Nemo bày tỏ, mọi người có bình luận khác không? Mọi người cứ hỏi bao giờ đi tù, khi nào có báo chí lên rầm rầm, mọi người yên tâm. Hay gần đây, nhất là vào ngày 12 tháng 12 năm 2022, trên trang mạng xã hội, Trang Nemo có bài đăng với nội dung muốn yêu cô gái dịu hiền, alo nhấc máy, gọi liền cho em. Từ những thông tin về Trang Nemo, có thể thấy sự xinh đẹp, giàu có và tính côn đồ của Trang Nemo tỷ lệ thuận với những lùm xùm mà cô này gặp phải trên hành trình công lý. Trang Nemo chỉ là một trong số rất nhiều người có hành vi cư xử, hành động chưa thuần mực trên mạng xã hội và sẽ phải nhận bản án thích đáng. Đây cũng là bài học cho những ai có thói quen hành xử côn đồ, thiếu kiềm chế, thiếu hiểu biết về pháp luật, biết dừng lại đúng lúc, đúng chỗ và đúng với lương tâm của con người. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!